Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Giới thiệu với các bạn một cái lô mai rừng Phú Yên hàng tồn nha các bạn nha. Cái này lô này có tất cả là 5 phôi. Đầu tiên là một cái phôi nu hoành 40, chiều cao 1m8 các bạn ha. Cây này thì ngày hôm nay mình để giao lưu anh em với giá là 400 nghìn thôi các bạn. 400 nghìn thôi, anh em nào chơi thì liên hệ các bạn ha. Một cái cây mai rừng Phú Yên, nói chung là dáng đế này kia thì cũng được được các bạn. Nhưng mà nó có nu, rất là nhiều nu nha. Hoành 40, chiều cao 1m8, và phôi này ngày hôm nay vô anh em mình với giá là 400 ngàn. Anh em nào yêu thì liên hệ các bạn ha. Hàng này hàng tồn nha anh em. Hàng tồn, mai rừng Phú Yên hàng tồn. Hoành 40, chiều cao 1m8, chỉ có 400 nghìn thôi. Anh chị em nào yêu thì liên hệ nha các bạn. Ngày hôm nay thì nói chung là giá phôi nó rất là rẻ luôn, tại vì hàng tồn mà. Mình để cho anh em rất là rẻ về chơi ha. Tiếp theo là phôi số 2, một phôi có hoành 30, chiều cao 1m2. Phôi này giao lưu anh em mình chỉ có là 200 nghìn thôi, để các bạn giá rẻ về chơi 200 nghìn thôi các bạn. Hai phôi này là 200 nghìn. Anh em nào yêu thì liên hệ nha các bạn nha. Số điện thoại liên hệ quen thuộc trên YouTube Sắc Vàng vẫn là 0867 098 446 ha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ các bạn. Ngày hôm nay khi mà đang ngồi đang làm việc thì anh khách ảnh nhắn là Toàn ơi, cây sao chưa tới. Thế mình mới coi lại cái con đường vận chuyển của nó các bạn. Thì cái con đường vận chuyển của nó đi một cái con đường mà Toàn phải nói rằng là Toàn không có hiểu nổi luôn nha. Rất là khó hiểu luôn. Cái cây địa chỉ là Quảng Bình các bạn. Hay là Quảng Bình. Nhưng mà nó lại đi ra tới Hà Nội. Nó đi Hà Nội xong rồi nó mới về, nó mới đảo về Quảng Bình. Nó quất một cái cây đúng một tuần lễ luôn em, nói trời ơi, nó đi cái đường chi mà không hiểu luôn thiệt. Bởi vậy tại sao mà cái phí cái logistics của mình á, so với Trung Quốc á, mình vẫn còn thua kém hơn ta là gì đó. Cái con đường đi mà nó cũng dài như vậy nữa, rồi cái chi phí nó dồi ra rồi, nói sao mà làm logistics của người ta là nó rẻ tiền hơn, nó nhanh hơn, còn của mình nó thì chậm hơn. Nói vậy không phải là mình tôn thờ của người ta, là mình chê của mình các bạn. Nhưng mà thật sự ra là của mình nó còn nhiều cái đường mà gọi là khó khó nói lắm. Đặc biệt là cái anh bưu điện ảnh còn yếu kém lắm, quá trời yếu kém, có nhiều cái yếu kém mà mình phải nói không có tưởng tượng được. Nó thì cái phôi này là hai cái phôi tồn lâu nhất luôn. Phôi tồn của tháng 30, tháng 31, tháng 3. 31 tháng 3, phôi này thì có 150 ngàn thôi nè. Anh em nào yêu thì thích cái phôi này về trải nghiệm thì mua về chơi các bạn ơi. Cực kỳ rẻ. Phôi số 5, phôi cuối cùng luôn, là một cái phôi có hoành là 39, chiều cao là nó 45. Đó, và phôi này cũng giao lưu cũng để cho anh em mình với giá gì rất là rẻ ràng, rẻ luôn, là có 150 ngàn thôi. Hoành cổ đế là 49, 39 các bạn. Hoành cổ đế 39, chiều cao từ cổ đế lên đến đầu mặt cắt trên của nó là 45. Mấy cây phôi này muốn anh em muốn về chơi nó gọi là nó dễ chơi, mình cắt lùng lại. Cắt lùng lên cổ đế lên ở chừng 20, cắt ngang thôi. Thí ngang vậy đó. Nó gọn.
Rồi anh em nào yêu thì liên hệ nhé các bạn ha. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.